Rồi. Honda kính thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Vũ Trung Ẩn, con ở giáo xứ, con 80 tuổi, con ở giáo xứ Thiên Lộc và địa phận Thái Bình gần giáp vào miền Đông. Kính thưa cha, con đã được Chúa ban cho con năm hồng ân rất là trọng đại. Thì ta năm con 50 tuổi thì con hút thuốc lá, thuốc lào, rồi thì đánh cờ, đánh bạc, nói chung là ma túy loại cách. Thì con đã bỏ từ con ốm và từ đấy con sẽ bỏ, con từ bỏ được cái cờ bạc, rồi thì thuốc lá, thuốc lào, rồi thì rượu chè coi cho con uống. Đấy là cái hơn ở thứ nhất. Thì chị một người là 83 tuổi rồi, 80 tuổi mà từ 50 tuổi đã cờ bạc, đã thuốc lá, đã bao nhiêu? 20 tuổi à, con mà đến 30 tuổi, 50 tuổi qua biết từ bỏ được. Vâng, thưa anh chị em, từ 20 tuổi mà đã dính vào cờ bạc, thuốc lá, thuốc lào, rượu chè mà đã bỏ được cái đó, sau 50 năm nó dính chặt vào cuộc đời của mình. Đó là một cơ rất lớn, thưa anh chị em. Ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì cha là con thái hóa đa khớp, nhưng mà chỉ là toàn thân. Cứ thế là đầu gối rồi thì cũng cổ thôi, thế là tay. Nhưng mà con cũng cầu xin Chúa, như thế là Chúa cũng ban cho con như thế là được 70%. Đấy là cái hồng ân thứ hai. Hồng ân thứ ba là đến năm 2017 thì con như thế là bị cái bệnh như thế, tự nhiên là nó lên cái gì ở hầu, người ta cho là chết hầu, nhưng mà không phải chết hầu. Thì con ở trong Việt Nam thì nó xin thì cha như thế là để cha cầu nguyện cho. Thì như thế là cha đã nhận lời và cha bỏ với gia đình, cha cũng cầu nguyện trong 3 giờ thì cha cầu nguyện rồi là cũng đoàn cầu nguyện cho con. Cha cho con thì cha chúng ta nhà con ở nhà như thế là luôn cầu nguyện. Thế rồi thì là lúc ấy thì là bảo rằng không thấy gì, 4 giờ thì là cái người nó không thở được, mà có 24 tiếng đồng hồ và một ngày mới là không ăn uống gì mà chỉ có thở không thôi. Thì bây giờ như thế là ông ăn thì nước hồ rồi ông đi ra huyện chứ không có gì, tối là không ai quên đi được. Rồi cuối cùng ông có chết không? À, như thế là đến khi mà nhà con cầu nguyện thì có bảo rằng thì Chúa thương xót thương ông Du Xe, như thế là gần thì ra cho ra mà xa cho vào. Thế là cái gì cho ra cái gì cho vào? Đấy là cái học cổ đây ạ, cái xung vào cổ xuống nước được bảo ạ. Cái gì cho ra? Đấy là cái thứ kia, cái gì tôi mới có. Ông có gì cho ra cái gì cho vào? Đây là Chúa của Chúa Giêsu, như thế là lại ông Giêsu, như thế là cho ông Du Xe, như thế là gần thì ra cho ra, xa thì cho vào. Gần thì cho ra và xa thì cho vào. Khấn bà vợ ông ấy khấn với ông Giêsu cho ông Du Xe này gần thì cho ra mà xa thì cho vào. Rồi cuối cùng ông ra hay ông vào? Dạ, thế là lúc ấy là như thế là con uống hết nước hồ, thế sau quay lại thì ăn được. Thế thì là Chúa đã nhận lời, như thế là ăn muối và sữa gành nữa, thế là uống chén nước thì thế là xuôi là khỏi. Thế bây giờ gần là cho ra, xa là cho vào là khỏi luôn. Hallelujah. Rồi ơn cuối cùng. Ơn thứ ba là từ xưa ra là như thế là con đến tháng 2018, một tháng năm vừa rồi là con bị bệnh như thế là ho và thở không thở được. Như thế là đi viện thì là 20 ngày họ cho về, họ bảo rằng bây giờ là ông như thế là không xác minh được bệnh, thì bây giờ cho ông về để mai thứ xa sai cho ông thì chuyển viện. Cho nên là thì con về nó bàn là bây giờ thôi đi ngay, chứ bây giờ ông để ông 1-2 ngày nữa thì không chết mất. Thì đưa lên thì mua vé ngoài, chúng cha lên như thế là đi khám thì họ bảo rằng cái bệnh này của ông này không thể chữa được, chỉ có bệnh là thái hóa, anh coi là bệnh là viêm phế quản mãn tính không thể chữa được, bây giờ chỉ có thuốc thiêu nhiên thì mới chữa được, chứ còn thì không phải. Rồi cuối cùng có chữa được không? Thì cha như thế là không chữa được, mà con về như thế là cho con một thuốc ăn, thế là con cầu nguyện như thế là ăn mỗi bữa như thế là khỏi hẳn, mà không có hoa gì nữa, thế là phải ăn trước nữa là con, mà gia đình đã chỉ cầu nguyện cho con thì vợ. Hallelujah. Gần thì cho, xa thì cho. Đây tôi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là tràng chuối, đây đeo vào cho ông, gần thì cho ra, xa thì cho vào nha. Vì ông gần thì ông đi ra, ông gần thì ông đi ra, cho cái ông kia này xa thì ông này đi vào.